Battle Steam á. Rồi trận đầu tiên Serbian gặp Lotus. Xong chưa? Sẵn sàng chưa? Khang sẵn sàng Khang ơi. Bây giờ Khang bắt ai này? Kèo này hấp dẫn này. Ở bên nào? Đừng bắt Lâm nha. Đó giờ bắt mình nữa kìa, lúc kia men là đi theo thầy kìa. Bắt mình quần nữa. Sẵn sàng. Long sảnh mà quấn gì? À, hai lúa ở trong trong hồ sơ của anh có cái mã QR giúp nào á, cái gì nhắn tin qua giúp bảo cho anh cái nha. Đang làm đánh giải rồi nên không có trả lời em được. Chuẩn bị vô nha, sẵn sàng chưa? Mới gì quấn gì đổ mình con sách màu ra 20 rồi. Hai ly cà phê đúng không? Đó. Dứt nè. Đó, anh ở lại anh Long sao chịu nổi Bluetooth của anh Long. Bluetooth của anh Long gớm lắm. Anh Long xin rượu qua giờ chưa hết. Thì hai lông bia kìa. Cách đây là anh Khang bắt kèo thì được. Giờ chỗ đó, thì ghế chỗ nhà luôn á. Trong chỗ ghế dần dần là mặt đó. Không có suối nha, ai quấn gì quấn nha, không có suối nha. Suối à. Ai làm gì ta làm. Thôi rồi. Chị em. Ê chà cái bài của anh Long. Chết mạnh mình bắt bài anh Long rồi, xong rồi, tiêu đời rồi. Không biết mình có bắt bài được hay không đây. Mình phải gỡ lại chứ. Mình có gỡ được hay không? Rồi xong mạnh mình dân đông hơn, không dân đông hơn mà không phá được này. Rồi thấy ngáp rồi đó. Thấy mình giải này đứt đường rồi á. Thì mình quỳnh làm cái này làm chi nữa, thấy mình quỳnh làm cái đó sai không Tina? Quỷ thằng Khang có quay cái gì đâu mà thấy. Ừ, quay xuống dưới thôi. Cameraman thì chừng lưng bây giờ gấp. Cameraman để một chỗ thôi là coi được hết rồi. Em lựa cái góc nào mà một chỗ thôi là coi được hết là khỏi cầm nhiều. Chừng lưng đấy. Đâu có, kéo camera xuống bên bốn góc ngựa kìa. Kéo xuống bốn góc ngựa. Ừ, coi mấy ngựa. Coi trên map mini á, cái chỗ nào mà chớp đỏ á, coi chỗ đó. Mấy con nhà nhắc kinh tế đồ cái gì đâu mà tốt bại lâu rồi. Ừ Khang làm gì mà nó không mở mít luôn ta. Thì cái chơi chán mình thì nó chơi sao lắc gì vậy lắc đầu lắc thằng Khang nó quay nó bị giật á. Có ai coi Khang trên có chợ rồi. Có ai coi trên TikTok không? Lăn có lại tóc không? Có mà. Mạnh Quỳnh sai lầm rồi. Trời mới nãy dân của mình Quỳnh đông mà không phá được cái trụ Bluetooth đâu. Phá được cái trụ Bluetooth là anh Long đứt đường liền. Dân quá trời dân luôn. Chi dân năm 1-1 chứ. Xong rồi. Cái trụ đặt ngay đó quá dâm rồi. Mới nãy là chỉ cần đặt một cái nhà chém thôi là cái trụ anh Long phết liền. Ừ. Đâu cần phải chém một con. Đâu cần phải đặt thêm giữ kinh tế là thảo lính lấy dân quánh à. Tự nhiên đặt nhà cung nữa quải thì chứ. Nhà cung hết kinh tế đâu, muốn kinh tế đâu liền. Người ta xây cái một nhà lúa, mình xây ba nhà lúa là thấy mình thua người ta rồi á. Rồi, cũng không kịp đâu. Cái map này là chỉ xây những nhà nào cần thiết thật sự dùng tới mới xây. Cần thiết mới xây thôi, không thôi. Ôi, đẹp một không gian lòng rồi, hết được rồi. Quýt cho đỡ chết hả? Rồi, có cái đầu cái ảnh nghe là xong. Rồi, cóc nữa. Tính hiệu số mà chứ đâu phải quýnh thay lây đâu mà. Còn này phá được cái nhà, đập nhà là lòi răng thằng dân. Đập nhà thì lòi ra thêm thằng dân nữa, hót trực tiếp. Thôi. Luôn cho nhanh. Chỉ chờ thua thôi. Ra gậy thì bên kia cũng ra đích của anh. Làm được gì đâu. Một game. Rồi 1-0. Thì tới mình Quỳnh làm lại 2-1. Qua bài Bluetooth là xong rồi đó. Từ nhanh Long, từ đến setting khác rồi vô nhanh Long. Rồi vô anh. Mấy cái hiệu số qua ghi là không nghe. Có chụp hình đăng nhóm. Mà anh gà nó nhập hết rồi. Ủa, nghĩa này đâu tiêu rồi. Cái gì cho cá lại đi.
Ai lắc quá trời lắc rồi. Làm sự vụ quá dữ anh Long. Ôi chị Vy, chị Vy có đó không kìa. Tiễn mình Quỳnh đi luôn kìa. Chị Vy đâu rồi, kêu lôi chị Vy vô đây làm luôn 2-0 cái luôn anh Long ơi. Ồ mình Quỳnh mình Quỳnh thua, hồi tối mình chưa mình thua. Mày Quỳnh chưa đánh mới trận đầu à. Cho con cũng đánh. Mà mình Quỳnh binh dữ vậy. Mày Quỳnh chắc đánh luôn rồi. Đây nè, vô hai vợ chồng dặn xếp này ha, anh Long để GB giết 200 mấy mạng. Sao bây giờ nói anh Long sao dám đánh thắng chị Vy luôn. Đám luôn. Giết 200 mấy mạng lấy cái ăn ba xiền đó quên. Ăn một trận giết 200 mấy mạng đó. Vô đó. Hiệu số quá cao. Dạ chứ đi số hả? Dạ chứ đi số hả? Chết rồi. Đâu rồi. Thì anh Long nhì chỉ bị ba. Quá đêm. Đâu anh Long đã chịu bị thắng luôn chơi sao dám thắng chịu bị có được thì ăn chịu bị đi rồi ngủ ngoài luôn. Nhà có nóc không anh Long có thấy ai mà quánh mẹ không? Anh Long bắt được. Bác Hiếu à? Bác Hiếu chắc được. Vô Mạnh Quỳnh ơi. Được kìa, khó quá. TikTok đó hả? Nhắn tin giúp Lào riêng nha TikTok. Trong hồ sơ anh có quy rồi giúp Lào anh. Vô nghe bản này Minh Quỳnh bị lỗi mấy cây này chứ. Đập gì quy lại Long luôn. ăn gì bi hiệu số đâu cao đâu. nhắc thằng ba cái gì đây vậy. Chị Vy thấy mọi không mẫu là út rồi. Mình quên đâu rồi. Mình ra view nha. Em thấy rõ rồi. Việt Nam Đế hả? Việt Nam Đế là anh Quân hả? Đâu, anh Quân có nằm đó. Gì? Anh Quân 95 đấy. À đúng ta. Là Việt Nam Đế hả? À, không phải Việt Nam đây là thằng mèo mấy mèo không được mèo rồi trận thứ hai anh Long chọn anh kia anh Long bên anh Long đánh Spin đúng không đâu à rồng rồng với lại hai đồng đánh nhau đù hai đồng đâu phải anh Quân đâu anh Quân nằm bắn ép mà đâu, anh Quân 95 nằm bắn ép mà anh Quân có anh Quân đó đánh với tôi nè có anh ta anh Quân 95 nằm bắn ép à, đúng rồi anh nghe là mèo mèo ở đây lụm nào ta
Mình quên vậy? À, là mình rồi. Gì chứ? Trận này bởi vì em Long nữa là đứt bóng rồi. Vô nè. Vô nè. Thì còn chị Vi. Mà hiểu số rồi nó vô chị Vi rồi. Ăn gà vô kìa. Ăn gà. Vô đích á, like trực tiếp lại của Khang kìa. Còn chưa vô đây. À, tặng của anh Long. Không đừng like nha. Thằng Long với Jimmy đứng lại nha để cho dòng tiền sử. Xong rồi chụp hiệu số lên tính tiền. Đây là ai chặt đủ đó. Chứ cậu chặn nó chán chết. Đáng gọi mình ơi, cố mình. Mình cố lên. Nhà anh Long lại dặn đâu à, đâu có. Lính. Cố lên. TikTok là là Amatua đúng không? Đùa màu cam lại đây, Long anh Long, anh Long chơi bài gì đây? Lan ví dụ như mà hai vợ chồng mà treo máy. Bỏ ra cứ chừng 3 tiếng đồng hồ giết cơ nhiêu văn ta. Cho lỗi luôn. Ví dụ như mới anh Long anh xây cái nhà văn lên rồi anh bị đau bụng hay sao? Phải không? Đâu nói được. Xây đâu. Xây hai người xây xong chắc vô dắt nhau vô phòng chết luôn á. Lỗ quá, vô đó solo. Vì là vô đó solo là bả đá Long thua chắc. Vì cấm cờ để đó. Thả lỗ quá. Không có thả, chị Vy dưới đây, chừng nào xong mới cho đi ra khỏi phòng. Chị Vy vô đánh Lotus làm, là đâu anh Long đánh Lotus làm cho máy gậy, làm gậy full gậy. Long chơi cái bài gì không vậy anh Long? Cung trụ đúng rồi, hai rồng đánh cung trụ ok mà. À, anh Long thì để nhà văn chị Vy cấm nhà lính, ra để đó tự quýnh, hai chồng vô phòng riêng. Anh bắt cái gì vậy? À? Không không nó xài đó không ủng quá ha lại đi còn nghĩ gặp ai ta bạn cũng nghĩ gặp ai nghĩ nghĩ gặp anh Long gì chơi gì điểm dưới trời đùa anh Long đánh đi đánh cái bài giống như lúc xì vậy ê à khó chịu chịu ơi mình Quỳnh đứt đường rồi ta xây nghĩ sao ta đánh kinh tế không có mình Quỳnh có một bãi lúa mình Quỳnh xây ba cái nhà trời ơi là trời biết bao nhiêu kinh tế trời thiệt luôn á. Cùng người cùng bút hả? Xây được ba nhà là một vấn đề lớn luôn á. Ờ thua cho bớt đau khổ, có làm kinh tế được đâu mà đánh. Cái xác đi chơi đi. Cái bài được.
Dạ. Chạy vô, chạy vô là chết. Đó, vô biết mà. Chạy, chạy. Chạy, chạy. Cùng cùng nó bắn con bò cũng chết nữa. Cùng nó xong gay. Rồi thêm bút nữa đó. Ừ. Máu rồi. Rồi luôn. Nó nhắm luôn rồi. Cùng nó bắn con bò cũng chết nữa. Nó bắn bậy chứ thằng dữ ta. Vô gặp rồi, gặp rồi, Tina vừa luôn á. Mình không gỡ nợ được trận 34 rồi. Bắn quên sao lại thua luôn hả? Lầm quá điểm. Liên lửa cái gì hả? TikTok tin tới rồi mà liên lửa. Liên niềm tin hả? TikTok vô đánh này một. Mình quên sao vậy? Liên cái gì? Lính cái đống của nó mà liên. Gì nghĩa? Liên niềm tin đấy. Muốn liên phải coi thử kinh tế của mình nữa. Anh ra mà mình đi ở mình đi dưới đây em đi sao? Lúa mình quên phải đi chặt. Mình đánh ngang lúa không có nhưng mà nước lúc nào cũng đầy hết nha. Gì chứ, lấy lúa không được phải lấy nước chứ. Ừ. Không được đâu, mà. Lấy cái nào cũng được, có lấy được rồi. Kêu ngàn gà nó vẽ thêm bảy lúa ngoài mấy con ngựa nữa coi. Chơi gì công gì sao lấy lúa. Đâu. Qua qua game nó à, này. Thì nè. Này, này. Gặp lúa từ xa. Ờ ra qua đó lấy lúa luôn, khỏi cần vô đây cho mệt. Gà gà bảy ngựa, bảy gà bảy ngựa cắt lúa. Ờ cắt lúa rồi lát dắt bảy ngựa vô. Trời ơi cũng mạnh. Trời, cũng mạnh như vậy anh Long. Cùng nó bắn con bò không chết nữa. Chơi samurai. Anh Long cũng mạnh với anh Long. Cùng làm con nào mà ăn được cũng hết đấy. Anh Long mới đi nhậu hai. Nó bắn xuyên giáp mà. Bắn thằng nào cũng chết hết đấy. Bắn bắn nào ta, người đây bắt bắn người đây bắt cũng chết, người đây bắt là trùm bắn luôn á. Anh Long đi nhậu là có hai. Anh cứ chạy một anh Long được hai rồi trời. Bắn bắn lưng bạc còn chết nữa chi. Có anh Long hai người đó hả?